Thì chị này là ngực của chị là có cái phần mô tuyến nè, nhưng mà do cái quá trình của chị sinh con cho nên là cái phần mô tuyến nó càng ngày nó nhỏ đi, và mình thấy là cái phần ngực của chị nó không còn được đầy đặn và quyến rũ nữa, và ngực của chị nó cũng hơi xệ nhẹ. Cho nên là chị này là mình sẽ tiến hành là nâng bằng đường quần, tại vì nếu mà mình có thể kết hợp là mình nâng đường quần có thể treo lên cái phần ngực một tí để có thể tiết kiệm được cái phần sẹo của mình luôn. Thay vì nếu mà mình đặt túi mà mình treo thì nó sẽ có rất là nhiều đường. Cho nên là nếu mà mình làm đường quần á thì vừa đặt túi nè, vừa kết hợp treo nhẹ lên thì làm cho cái phần ngực của mình nó sẽ đẹp hơn và nó đầy đặn hơn. Thì trải qua khoảng hơn 1 tiếng làm đọc phẫu thuật thì bây giờ chị đã làm xong, và em cũng sẽ chuẩn bị cho mình xem kết quả của chị. Và mọi người nhớ nha, là hiện tại là mình đang có chương trình là giảm 20% cho dịch vụ nâng ngực. Bên cạnh nữa, khách hàng đến từ hôm nay đến mùng 10 thì mình vẫn nhận được lì xì đầu năm mới của bệnh viện JW. Cho nên là mọi người tranh thủ đăng ký giúp cho em nha. Dạ rồi, đây là dáng ngực của chị khách hàng ngay sau khi mà chị làm xong nè mọi người. Đó, rất là đẹp, mình thấy là ngực nó rất là tròn và mình thấy là cái phần ngực có một cái độ căng lên, nó không có còn cái tình trạng là nó bị nhỏ như và hơi xệ như trước đây nữa. Trước đây nó hơi xệ, cái phần mô tuyến qua đây nó cũng không có còn. Khi mà mình đặt túi là mình sẽ đẩy được cái phần túi ngực lên cái vùng đó luôn. À, chị Nguyễn Thanh Tâm ơi, bệnh viện JW bên em đang có chương trình là giảm 20% cho dịch vụ nâng ngực. Và nếu như mà chị đến bệnh viện JW thì mình cũng sẽ có chương trình là lì xì đầu năm mới nữa. Cho nên nếu như mà chị muốn đăng ký thì mình có thể đến bệnh viện trong cái thời gian này nha. Giúp cho em là comment lại số điện thoại và họ tên bên dưới nha, nha chị. Đó, mình thấy là ngực cũng có được cái phần dáng ngực, và mình thấy được ngực có cái phần khe luôn nè mọi người. Trước đây là ngực của chị không có rõ cái phần khe ngực, và bây giờ làm xong là mình thấy được cái phần khe ngực của chị luôn. Đó, rất là đẹp, nhìn từ trên xuống là mình thấy là ngực nó hai bên nó rất là đều và nó rất là căng. Đó, rất là, mọi người thấy không ạ? Nút nghiêng nè. Thời gian mà mình làm ngực như thế này thì nó khoảng cỡ tầm 1 tiếng rưỡi. Sau khi làm xong thì khách hàng sẽ nghỉ ngơi lại tại bệnh viện một đêm, và sau 1 tuần mình sẽ trở lại mình tái khám. Thì nếu như mà chị nào mà ở nước ngoài mà đang lo lắng cái vấn đề là đi máy bay ngay sau khi nâng ngực có được hay không á, thì mấy chị hoàn toàn yên tâm. Ngay sau khi mà mình làm xong thì mình có thể đi máy bay bình thường, nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề túi ngực của mình nó có bị vỡ không, hay là ảnh hưởng đến cái vết thương của mình nha. Tại vì túi ngực của mình được bác sĩ của bệnh viện JW đặt ở dưới lớp cơ hoàn toàn. Vì vậy là mình sẽ không có cần sợ cái vấn đề là như em nói ở trên. Đây là mình thấy nè, đó, ngực hai bên nó rất là sexy. Tại vì chị này đã từng sinh con rồi, và mình thấy là ngực, cái phần ngực á, cái mô tuyến ngực nó cũng bị giảm đi rất là nhiều. Và sau khi làm xong là mình thấy là ngực hai bên nó rất là tròn nè. Đây là túi ngực của chị ngay sau khi đặt xong á. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của bệnh viện JW Hàn Quốc. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.